Lũ trên các sông tại Quảng Ngãi lên nhanh, gây ngập nhiều khu dân cư. Các huyện đang khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Tại huyện Trà Bồng, mực nước dâng cao đe dọa một số hộ dân ở ven sông Trà Bồng tại thôn Bắc và thôn Trung, xã Trà Sơn. Hiện các hộ dân nằm trong nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở, đều đã sơ tán toàn bộ tài sản và đến nơi an toàn. Tại xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, mưa lớn đã làm sạt lở tuyến quốc lộ 24C đoạn qua tổ 2, tổ 3, thôn Nguyên. Một lượng bùn đất trên bờ ta luy dương đổ xuống lấp hết mặt đường, tạm thời ô tô chưa qua lại được. Vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 10 tại điểm Eo Tà Mỏ, xã Trà Thanh đã xuất hiện điểm sạt lở núi, hàng ngàn khối đất đá tràn xuống mặt đường quốc lộ 24C. Mưa lớn cũng làm sạt lở bờ tường nhà văn hóa thôn Vuông, xã Trà Thanh và sạt lở tuyến đường đèo Eo Chim, Trà Nham tại khu vực thôn Trà Lương, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng. Các huyện đồng bằng nằm ven sông như xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành bị ngập sâu, 200 hộ dân bị ngập trong nước. Địa phương đã thực hiện di dời xen ghép 70 hộ đến nơi an toàn. Tại thị xã Đức Phổ, có khoảng 40 ngôi nhà phường Phổ Văn bị ngập, nước sông Trà Câu đang lên nhanh, trên mức báo động 3. Cùng ngày, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục trong tỉnh chủ động cho học sinh nghỉ học, nhất là học sinh ở vùng trũng ven sông các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ.